Ngày 10 tháng 9, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden đến thủ đô Hà Nội, thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tháp tùng Tổng thống Joe Biden có Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống John Kerry, Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Feiner, Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campbell, Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Crichton-Brink, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Miro Rapp-Hopper, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Tarun Chopra. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ đối tác toàn diện. Năm 2013-2023 là sự tiếp nối của các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng. Tổng thống Bill Clinton vào năm 2000, Tổng thống George Bush vào năm 2006, Tổng thống Barack Obama năm 2016 và Tổng thống Donald Trump năm 2017 trong gần 30 năm qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định 1034-1035 trên QĐ-TTG thi hành kỷ luật đối với ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Quyết định 1034 nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải do đã có vi phạm trong thời gian giữ chức vụ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Quyết định 1035 nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi giả mạo trong công tác xảy ra tại chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8402D, ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Các đối tượng gồm Phạm Thị Thanh Thùy, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Trung tâm, Nguyễn Quốc Thống, sinh năm 1979, ngụ thành phố Trà Vinh, nguyên phó giám đốc, kiêm trưởng dây chuyền kiểm định trung tâm, và Cao Châu, sinh năm 1986, ngụ phường 4, tỉnh Sóc Trăng, nguyên nhân viên văn phòng trung tâm. Theo điều tra, vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, Trần Lập Nghĩa, sinh năm 1975, thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư trung tâm 8402D, giả chữ ký của ông Quy, sinh năm 1964, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, ký quyết định thành lập chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8402D và thuê Phạm Thị Thanh Thùy đứng tên người đại diện pháp luật. Khi đi vào hoạt động, trung tâm 8402D chỉ có 4 người làm việc, trong đó có 2 người là đăng kiểm viên đủ điều kiện thực hiện việc đăng kiểm là ông Nguyễn Quốc Thống và một người khác. Do thiếu đăng kiểm viên, ông Trần Lập Nghĩa chỉ đạo Cao Châu không có đầy đủ bằng cấp chuyên môn thực hiện, đồng thời ký vào hồ sơ kiểm định, mục đích là để hợp thức hóa hồ sơ nhằm đối phó Cục Đăng kiểm Việt Nam khi có kiểm tra đột xuất. Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khám xét khẩn cấp tại trung tâm 8402D, thu giữ 12.961 bộ hồ sơ kiểm định cùng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử có liên quan. Trong số này có 11.582 bộ hồ sơ kiểm định có dấu hiệu sai phạm, cụ thể là hợp thức hóa hồ sơ, xâm phạm tính đúng đắn xác thực của nội dung các loại giấy tờ, hồ sơ kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ và thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của Trần Lập Nghĩa. Hiện tại, Trần Lập Nghĩa đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Ngày 10 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu, 43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 9, Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời nhận được trình báo của bà H,
53 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, về việc cơ thể của em V, 16 tuổi, hàng xóm của bà, có nhiều vết thương. Qua dò hỏi, em cho biết do bà Kiểu đánh đập. Công an thị trấn Sông Đốc phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời mời bà Kiểu và bà T là bà ngoại của em V đến cơ quan công an làm rõ vụ việc. Tại đây, bà Kiểu thừa nhận hành vi đánh em V. Do V về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang nên công an huyện Trần Văn Thời liên lạc với người nhà đưa em đến phục vụ công tác điều tra. Còn em trai 9 tuổi của V đi theo tàu cá của chồng bà Kiểu ra biển cũng đã được cơ quan cảnh sát điều tra gọi đưa vào bờ vào chiều ngày 9 tháng 9. Theo điều tra ban đầu, bà T nợ người khác hơn 40 triệu đồng, bà Kiểu đứng ra nhận nợ thay cho bà T. Khoảng giữa tháng 5 năm 2022, Kiểu nói cho cháu ngoại bà T làm thuê cho Kiểu để trừ nợ. Trong quá trình ở làm thuê, V có làm sai không đúng ý nên bị Kiểu đánh nhiều lần. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời tiếp tục điều tra. Ngày 9 tháng 9, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, những ngày gần đây, bệnh đau mắt đỏ xuất hiện và lây lan nhanh trong các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn. Đến nay đã có 11 trường mầm non tiểu học trên địa bàn ghi nhận học sinh bị bệnh đau mắt đỏ, với số lượng 260 em, trong đó nhiều nhất là các trường tiểu học Tân Xuân B 83 em, Tân Phú 49 em, Tân Xuân C 42 em, Tân Phú B 30 em. Theo bác sĩ Ngô Quang Dưỡng, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật HIVS, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài, Trung tâm cùng trạm y tế các phường xã đã có hướng dẫn các trường học thực hiện ngay các biện pháp phòng chống, hạn chế bệnh đau mắt đỏ lây lan, cấp vật tư để các trường sát trùng, khử khuẩn, không để bùng phát thành dịch. Một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong đã xảy ra tại tỉnh Lào Cai vào trưa ngày 8 tháng 9. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô do anh Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1988, trú tại thôn Mơm Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, điều khiển, đang lưu thông hướng ngã ba Bắc Ngầm về thành phố Lào Cai, đã va chạm với xe máy do cháu Ma Thị Ván, sinh năm 2006, điều khiển, đang chuyển hướng sang bên trái phía trước cùng chiều. Chở theo ông bà nội trên xe là bà Giàng Thị Cẩu, sinh năm 1960, và ông Marcel Phủng, sinh năm 1958, cùng trú tại thôn Ải Nam, thị trấn Nông Trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Hậu quả, ông Phủng tử vong tại chỗ, cháu Ma Thị Ván và bà Giàng Thị Cẩu bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên sau đó bà Cẩu cũng đã tử vong. Tại cơ quan điều tra, lái xe ô tô tải thừa nhận khi đang điều khiển phương tiện đã ngủ gật, dẫn đến tai nạn xảy ra.